Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu con lạc đà cho các bạn xem. Giờ mình sẽ tô nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô ban đầu dần cho các bạn xem. Giờ mình sẽ tô các bạn nhé. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô người này như các bạn xem. Mình chẳng sẽ tô nha. Rơi cái đây, rơi 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 rơi
Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con lạc đà. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong bát lông dần. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong người lính. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu con lạc đà cho các bạn xem. Mình làm sẽ tô nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô bạn lông dần cho các bạn xem. Mình làm sẽ tô các bạn nhé. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô người lính cho các bạn xem. Mình chào, mình sẽ tô nha. Thank you.
Rơi cái đây, rơi 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 rơi. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con lạc đà. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong bát đông dần. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong người lính. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.